người vợ mang khối u 95 kg suốt 5 năm để chịu lòng chồng. Chị đã mang khối u này từ lâu và chịu nhiều đau đớn vì khối u quá lớn, nhưng chồng chị không cho đi khám vì sợ tốn tiền và chị đã chịu đựng với khối u này suốt 5 năm. Tin tức từ Mirror cho hay, người mang khối u cổng lồ trên là chị Kables Devi, 45 tuổi ở Meros, Ula, Ấn Độ. Theo đó, chị đã mang khối u này từ lâu và chịu nhiều đau đớn vì khối u quá lớn, nhưng chồng chị không cho đi khám vì sợ tốn tiền và chị đã chịu đựng với khối u này trong suốt 5 năm. Tuy nhiên, 6 tháng trước, chồng chị đột ngột qua đời nên chị quyết định đến gặp bác sĩ. May mắn là chị được chữa bệnh miễn phí theo chương trình hỗ trợ người nghèo ở Ấn Độ. Các phẫu thuật gỡ bỏ khối u ở lòng buồn trứng bên phải kéo dài suốt 3 tiếng diễn ra hôm 6 tháng 6 vừa qua. Nói về trường hợp này, bác sĩ A.G. 60 tuổi, cho biết Cô ấy rất đau đớn khi tới bệnh viện, khối u đã bắt đầu bị rỉ nước, nếu khám muộn hơn có thể cô đã chết bác sĩ nói thêm cô được truyền ba đơn vị máu trong cuộc phẫu thuật và được giữ trong phòng chăm sóc đặc biệt một ngày hiện nó đang phục hồi tốt chúng tôi đang chờ đợi kết quả xét nghiệm khối u cả sự nghiệp của tôi chưa bao giờ thấy có u lớn đến vậy u buồn trứng là bệnh phổ biến nhưng thường có u không phát triển đến mức này có u dài tới 92 cm rộng 61 cm có u đã được đưa tới phòng bệnh bệnh lý để kiểm tra theo bác sĩ Jackie bác sĩ Jackie nói thêm bệnh viện cũng đã liên hệ với sách kỷ lục Lumica phiên bản Ấn Độ của kỷ lục Guinness về trường hợp của chị Devi. Bác sĩ Jackie cũng chia sẻ, trong suốt 25 năm sống trong ngày, ông chưa từng thấy một khối u kinh khủng như vậy. Các khối u buồn trứng thông thường không có kích cỡ lớn như thế này, nó dài gần 1 mét và rộng hơn 60 cm. Bệnh viện của ông đã liên hệ với ban tổ chức sách kỷ lục Lumica Ấn Độ để ghi danh khối u này.